Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt nhất trong mùa hè năm nay. Tại nhiều tuyến phố kinh doanh, hoạt động buôn bán bị ngừng trệ, các cửa hàng mang chăn bạt che chắn để tránh nắng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Trong đó nắng nóng gay gắt nhất ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong ngày 1 tháng 7 năm 2018, nhiệt độ đo tại trạm khí tượng Láng là 39,1 độ C, nhưng đây là nhiệt độ tiêu chuẩn đo trong lò khí tượng, thực tế ở ngoài trời cộng hưởng cả hiệu ứng bê tông, mặt đường chảy nhựa, nhiệt độ cao hơn từ 4 đến 5 độ C. Cao nhất trong ngày là khoảng 37, 39 độ, một số điểm như là ở khu vực Hà Nội, ở khu vùng núi phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An ấy có thể lên tới 40 độ. Và cái nắng nóng này nó sẽ có khả năng nó sẽ kết thúc trong ngày mùng 7, thì chúng tôi nhận định là khoảng ngày mùng 7, mùng 8 ấy, thì sẽ có một cái đợt mưa diện rộng ở cái phần Bắc Bộ, vùng núi Trung Du Bắc Bộ có thể có cái mưa vừa mưa to trên diện rộng. Và chúng tôi cũng cảnh báo với bà con nông dân, bà con người dân ấy, thì là khả năng khi mà cái nắng nóng đang xuất hiện như này và có cái mưa lớn nó xuất hiện thì có thể xảy ra các hiện tượng cực đoan như là lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, thời gian có nắng nóng gay gắt nhất là từ 11 đến 15 giờ hàng ngày, khi nhiệt độ có thể lên tới từ 38 đến 40 độ C. Trong thời gian này, người dân nên hạn chế ra đường di chuyển dưới nắng nóng. Trong trường hợp phải ra ngoài, cần chuẩn bị đầy đủ quần áo, kính, mũ chống nắng để tránh ánh nắng cường độ mạnh chiếu trực tiếp vào da ảnh hưởng đến sức khỏe.